Thêm 24 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút họp khẩn. Hôm nay 10 giờ ngày 8 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vừa tiến hành họp khẩn với các sở, ngành, quận, huyện theo hình thức trực tuyến do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Trước đó vào sáng cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca nhiễm trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh đều là nhân viên bốc xếp hàng hóa trong sân bay Tân Sơn Nhất, làm việc cùng BN1979. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2. Những người này đã được đưa đi cách ly, điều trị. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đang tiếp tục điều tra truy vết đối với các trường hợp tiếp xúc. Nhiều điểm trên địa bàn thành phố như quận 1, quận Tân Bình, Bình Tân đang được phong tỏa, cách ly. Lãnh đạo quận Bình Thạnh báo cáo, hiện 6 F1 của BN1979 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong số 14 F2 có 5 ca có nguy cơ nhiễm cao đang chờ kết quả xác định. Lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết, quận có 5 ca nghi nhiễm liên quan BN1979 đã đưa cách ly tập trung. Ngoài ra, ngành y tế đang tiếp tục điều tra mở rộng về các trường hợp này. Hiện tại, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội trưa ngày 8 tháng 2 xác nhận Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc mới là con gái và người giúp việc của bệnh nhân trú tại Nam Từ Liêm. Cả hai được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, lấy mẫu xét nghiệm ngày 8 tháng 2 và cho kết quả dương tính. 2 ca mắc mới này được cách ly ngay nên khả năng lây nhiễm ra cộng đồng không cao, ông Tuấn cho biết. Trước đó, sáng nay, Sở Y tế thông báo về ca bệnh NTKA, nữ, 28 tuổi, địa chỉ tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. BN có tiếp xúc với bệnh nhân 1722, em vợ bệnh nhân 1694, ngày 26 tháng 1 tại cổng tòa nhà. Ngày 5 tháng 2, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Chiều ngày 6 tháng 2, bệnh nhân gọi lên số 115 của CDC Hà Nội để tư vấn, được báo về Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 7 tháng 2. Sức khỏe của bé gái sơ sinh và bé trai 9 tháng tuổi nhiễm COVID-19. Sáng ngày 8 tháng 2, bà Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương cho biết, hiện tại, sức khỏe của bé gái sơ sinh và bé trai 9 tháng tuổi đã có dấu hiệu ổn định. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã tăng cường 2 cán bộ y tế thuộc khoa nhi xuống hỗ trợ Bệnh viện dã chiến 2 Hải Dương tại Bệnh viện Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương. Tại đây, hiện có 11 bệnh nhân nhi mắc COVID-19 đang được điều trị. Thông tin về tình hình sức khỏe của 2 ca bệnh đặc biệt này, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Văn Đếm, khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trong số 11 bệnh nhi, có 2 trường hợp nguy cơ cao hơn là cháu bé sơ sinh và bé trai 9 tháng tuổi có bệnh kèm theo. Đội ngũ y bác sĩ hiện đang theo dõi và tập trung điều trị bệnh kèm theo cho bệnh nhân trước, đồng thời hướng dẫn kỹ lưỡng cho người thân cách chăm sóc bệnh nhân, cách quan sát và lưu ý những biểu hiện bất thường. Các bác sĩ phải dựa vào dịch tễ và lịch sử tiếp xúc, xét nghiệm để chẩn đoán. Đến thời điểm này, nhìn chung tình hình sức khỏe các bệnh nhi đều đã ổn định. Đến 6 giờ ngày 8 tháng 2, tỉnh Hải Dương có tổng số 309 ca bệnh. Đã có 44 xã, phường, thị trấn ở 7 huyện, thị xã, thành phố có người mắc bệnh.